Clip này em báo giá khoảng 10 cặp loa của Bose Mỹ, JBL của Mỹ và Tannoy các loại thôi nhé. Những cặp loa nghe nhạc, trợ lời, hát karaoke, rồi là súp điện của Bose, loa center của Tannoy, Anh Quốc. Đấy, khoảng chục model các một loại thì em báo giá này các bác ưng những cái mã nào thì alo em theo số điện thoại 038 232 8302. Hôm nay về làm cặp loa rất là VIP luôn các bác nhé. Cặp loa rất là VIP luôn của Bose, cặp loa Bose PM500. Có 5 một thùng có 5 loa. Đấy, một cặp này tổng cộng có 10 loa anh nhé. Có 3 loa toàn giải bên ngoài còn 2 loa siêu trầm bên trong nữa. Đấy. Em báo giá trước một cặp loa Bose 101IT em nhé. Cặp loa này các bác nghe nhạc trợ lời karaoke rất hay. Đấy, cặp loa này tình trạng là nó bị loa zin đẹp anh nhé. Loa thì zin đẹp hết, nó tình trạng về nó bị thủng cái lỗ mũi này. Đấy, cái lỗ mũi thủng nhẹ em nhé. Còn loa này bao zin hát tốt, cái lỗ này nó không ảnh hưởng chất âm nhá, nó không ảnh hưởng chất âm cả, nó không, cái lỗ này nó chỉ là cái lón này nó chỉ là cái lón che bụi thôi, che bụi cho bụi nó khỏi vào bay vào, bụi nó khỏi bay vào côn thôi. Đấy, các bác mua về các bác tự xử lý, tự bịt nó vào được, hoặc là các bác nào chốt thì em sẽ xử lý, em bịt cái lỗ nó vào nhá. Đấy, nó không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh cả. Thì cặp loa này em sẽ giảm khoảng vài trăm nghìn so với giá thông thường nhá. Loa bao zin hát tốt, một cái loa toàn giải đường kính khoảng 12 cm nhá, nó phát ra 3 đường tiếng bắt mic tép ở trong này hết. Đấy, gần vải rất là mềm luôn, loa bao zin hát tốt, tình trạng thủng cái lỗ mũi này. Cặp loa Bose 101IT này mức giá thông thường là 2,8 triệu nhé, mức giá là thông thường là 2,8 triệu đến 2,9 triệu tùy từng cặp. Cặp này thì nó thủng cái lỗ mũi này thì em bán cho bác giá 2,2 triệu thôi nhé, 2,2 triệu, giảm khoảng 600 nghìn so với mức giá thông thường. Đấy, lưới thì còn đẹp quá nhá, lưới còn đẹp, loa thủng cái lỗ mũi này, Bose 101IT. Đấy, đậy lưới cho bác xem, loa bao zin hát tốt. Đấy, đại lưới vào trong nó sẽ như này nhá. Bên dưới này nó có hai lỗ để các bác bắt ốc để các bác treo. Bắt ốc để treo tường cho nó gọn. Đấy. Loa bao zin hát tốt. Đấy. Đây là loa này các bác. Đấy. Quay bác xem đằng sau đây. Quay số seri luôn nhá. Đấy, Bose 101IT này. Công suất 160W max trở 6 ohm. Made in USA, seri 1770. Quay lốt trước bên này. Trước bên này là 1769 với nhá. 1769, 1770, series liền kề trùng cặp, cặp loa này giá 2,2 triệu. Tiếp theo là một cặp loa Bose 3+1AD. 3+1AD, nó gọi là Bose 111AD. Đấy, cặp này thì cũng còn khá đẹp các bác nhá. Số series liền kề trùng cặp luôn, tuyến loa rất là đẹp, loa bao zin hát tốt. Đấy, những cặp loa này các bác nghe về nghe nhạc hoặc là trợ lời karaoke rất hay, thì những bác nào mua về để trả lời karaoke thì em sẽ tặng thêm cho các bác một cặp tụ cản nữa về các bác đấu vào cho lời nó sáng các bác nhá. Đấy, lưới đẹp. Lưới đẹp. Ok các bác. Tuyến loa đẹp zin. Tuyến loa zin đẹp các bác nhá. Đấy, tuyến loa rất là đẹp luôn. Bao zin hát tốt. Đấy. Bose 3+1AD, một loa toàn giải đường kính 12 cm, phát ra 3 đường tiếng bass mic tép gần vải nhá. Gần này thì dùng rất là bền luôn, không hỏng được. Lỗ thông hơi. Quay xem các bác xem cái số series đằng sau. Nói chung là mấy cái dòng loa Bose này thì em bán rất là chạy các bác nhá. Bán rất là chạy luôn, về đâu hết đấy. Đấy. Bose 3+1AD, 45W giờ mét, max 150W trở kháng 6 ohm, series của nó là 299. 299 các bác nhá. Quay lốt trước bên này. Trước bên này nó là số series nó 300. Đấy, đây là nó đây. Chung là đồ cũ thì nó cũng có sơ sát theo 5 tháng thôi nhá, nó không được đẹp như mới nhưng mà nó cũng còn là đẹp. Quan trọng loa zin. Số series của trước này là 300 và 299. Đấy, series liền kề trùng cặp, cặp loa này em bán giá 3,1 triệu thôi nhá, 3,1 triệu. Tiếp theo là một chiếc loa center của Tannoy. Chiếc này thì nó vàng óng luôn nhá, vàng óng luôn. Chiếc này thì nó rất là đẹp. Loa center, các bác ghép thêm vào các bộ dàn nghe nhạc xem phim, những cái các bác dùng những cái chiếc âm ni 5.1, 7.1 mà nó có cổng center thì các bác lắp cái center này vào về nghe tiếng tốt hơn nhiều nhé. Hoặc các bác làm nằm non nời hát trợ lời karaoke rất là tốt. Đấy, loa center này. Cặp loa, cái loa center này còn rất là đẹp rồi nhé. Loa center này còn rất là đẹp luôn, vàng óng luôn. Thì các bác có nhu cầu mua thì em sẽ chụp ảnh và Zalo kết bạn chụp ảnh, em chụp ảnh thêm cho các bác xem. Đấy, hai cái loa bass đường kính khoảng 11 cm, ở giữa là cái loa tép đôm logo Tannoy vàng óng luôn các bác nhá. Đấy, rất là lặng luôn. Đây là đằng sau đây. Quay cho bác xem đằng sau đây, góc cạnh còn rất là đẹp. Đấy, góc cạnh. Đấy, các bác nhìn rõ.
hai lỗ thông hơi hai bên nhá, giữa cầu loa bắp chuối tan loi. Đấy, dòng này nó sản xuất tại châu Âu nhá. Đấy, Deserin DC Deserin in TUK. Dòng này nó được sản xuất tại châu Âu luôn. Tannoy Mercury MXC Mcheji. À dòng này nó sản xuất tại Malaysia nhá. Made in Malaysia. Đấy. Tannoy nó sản xuất nhiều nước nhá, nó sản xuất nhiều nước như sản xuất tại Trung Quốc, Đài Loan rồi là Malaysia rồi là nói chung là cái dòng Tannoy này bây giờ nó sản xuất tại rất nhiều nước mà. Đấy. Rất đẹp rồi nhá, màu vân gỗ rất đẹp. Tannoy trước center Tannoy này bán giá 2.800.000 luôn nhá, 2.800.000 về các bác nghe nhạc. Ghép vào các bộ dàn nghe nhạc xem phim, trợ lời karaoke rất là hay. Một chiếc súp điện của Bose ABC. Đấy. Súp điện Bose ABC, cái dòng này lâu lắm rồi, hôm nay về lần trước này các bác này, Bose ABC. Bên trong này là có hai cái loa siêu trầm các bác nhá. Bên trong này là có hai loa siêu trầm đường kính 16 17 cm. Đấy, dòng này bát đánh rất là mềm và sâu. Đấy, đây là đấy của nó đây. Hai cái lỗ này là cắm dây tín hiệu nhá, cắm dây tín hiệu từ âm ly vào. Đây là cái này chỉnh volume này, chỉnh volume to nhỏ. Đây là cái công tắc nguồn. Đấy. Công tắc nguồn. Đây là dây nguồn nhá. Cái dòng này thì các bác dùng điện 100V nhá. Xúc cái xúc điện này các bác dùng điện 100V. Đấy, 100V hàng Bose của Mỹ, xuất cho thị trường Nhật Bản. Hàng này từ Nhật về nhá. Hàng từ Nhật về cho nên nó dùng điện 100V. Đấy, xúc Bose ABC giá 3.500.000. Tiếp về tiếp hai cặp loa Bose Cube em nhá. Về tiếp hai cặp loa Bose Cube A15 Series 3. Dòng này các bác hỏi cũng nhiều nhưng mà nó cũng không có nhiều hàng nhá. Thỉnh thoảng về một hai đôi thì không có nhiều. Đấy, có hai cặp này thì hai mức giá khác nhau tùy theo độ đẹp thôi nhá. Đây em quay cặp này trước này. Cặp này thì nó không đẹp bằng. Đấy, lưới thì là lưới thì ok em nhá. Lưới ok. Đấy. Em chưa vệ sinh nên là có những vết xước này. Đấy. Vết xước này. Đây là một chiếc này các bác này, còn chiếc này thì em tháo ra các bác xem cái tuyến loa bên trong. Bose A15 Series 3. Đấy, gân vải nhá, gân vải. Cái dòng này các bác dùng rất là bền. Đấy. Cái dòng này các bác dùng rất là bền. À cái chiếc bên này thì nó cái chiếc bên này nó có chấm nhẹ tí nhá. Chấm nhẹ tí lưới này các bác này. Đấy, có nhìn rõ không? Đấy, cái lưới nó thủng nhẹ này. Đây một tay em quay, một tay thao tác nó hơi khó các bác nhá. Đây em chỉ các bác xem này. Cái lưới ở chỗ tại đầu con tay em này, đấy. Nó hơi thủng nhẹ tí thôi. Đấy. Thì cặp này em bán rẻ hơn cặp kia. Chiếc này thì ok hơn này, chiếc này lưới đẹp này con này, chiếc này lưới đẹp. Đấy, chiếc này lưới đẹp này. Đấy, gân vải. Dòng này tiếng rất là sáng các nhá. Tiếng rất là sáng, các bác phải ghép thêm các bộ dàn nghe nhạc hát karaoke rất là hay. Đấy. Đây lưới của nó đây. Lưới nó đây. Cặp này giao lưu các bác giá 2.200.000 nhá. Cặp này giá 2.200.000. Cặp này thì đẹp hơn này. Cặp này đẹp hơn, giá cao hơn này. Cặp này đẹp keng xà beng luôn này. Đấy. Quay xem bác xem cái lưới trước. Đấy, lưới này. Loa này mới về các bác nhá, chưa vệ sinh nhưng mà nó rất là đẹp này. Bose A15 Series 3. Đấy. Cặp này đẹp keng xà beng các bác nhá, đẹp keng xà beng. Có tem của hãng này. Đẹp keng xà beng. Cặp này đẹp keng xà beng giá 2.500.000 các bác nhá. 2.500.000. Đấy, đẹp keng xà beng. Quay lốt trước này các bác xem. Đấy, có cái bụi dính nhé. Bụi bẩn dính đấy. Đấy. Quay trước, quay sau. Đấy. Hai cặp này có hai mức giá khác nhau. Cặp này đẹp keng xà beng giá 2.500.000. Cặp này thì nó có một cái chấm nhẹ ở góc lưới này. Góc lưới này. Cặp này giao lưu các bác giá 2.200.000. Một cặp Tannoy CP5. Cái dòng CP5 này lâu lâu thì hôm nay mới có hàng mới nhá. Vừa rồi các bác hỏi cũng nhiều. Không có hàng. Ôi giời. Không có hàng các bác nhá. Đấy. Đây em mở các bác xem này. Đây lưới nó đây. Lưới có logo Tannoy. Lưới có logo Tannoy các bác nhá. Cái loa này thì nó cấu hình là loa đồng trục. Loa đồng trục. Một cái loa đồng trục đường kính khoảng 13 cm, gân cao su. Có logo Tannoy đằng trước, hai lỗ thông hơi đằng trước. Nhìn trông rất là ngầu. Loa này các bác vừa nghe nhạc vừa kết hợp chọn lời karaoke rất là hay. Đầy đủ gioăng cao su nhé. Cái này nó về cả gioăng cao su đằng sau này. Tannoy CP5, cái này em chưa vệ sinh này, có vết bụi bẩn này. Đấy, chưa vệ sinh. Số series là 519643. 519643 nhé. Loa thì bao zin hát tốt. Quay tiếp chiếc bên này.
quay tiếp trước bên này. Đây là tuyến loa trước bên này đây. Đấy, loa đầu trục đấy nhé. Loa đầu trục. Loa thì zin hát tốt. Đây là sau đây. 519644, 519644. Trước này là 519644, trước này là 519643. Cặp loa này có số seri liền kề trùng cặp. Giá 3.800.000 đúng không nhá? Giá 3.800.000. Đây em chưa vệ sinh được các bạn. Có con bẩn này. Đấy. 3.800.000 cặp Tannoy CB5. Tiếp theo là một cặp loa JBL con choi 5 Plus nhá. JBL con choi 5 Plus, cấu hình của loa là một loa bass 20 đường kính 20, một loa tép titanium. Cái dòng JBL này thì 100% là nó bị cái lón này nhá, cái lón bị mủn này, cái lón này bằng mút hay bằng nhựa này, các bạn nhựa các bạn. Cái lón này nó bằng nhựa nhá. Cái lón nó bằng nhựa thì theo năm tháng thì nó sẽ bị nó bị giòn, nó bị vỡ ra nhá. Cái lón đậy côn nó chỉ là cái lón đậy côn, nó không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh cả. Đấy, cái dòng này 100% về Việt Nam đều phải thay lón với nhá. Đấy thì đây là hàng em về em vừa bóc ra em test ok rồi em quay các bác xem thôi. Chưa có vệ sinh hay gì cả, mới test ok đây nhá. Vẫn còn nguyên bụi tây dính ở gân này. Đấy, nguyên bụi tây này. Gân cao su rất là mềm. Gân cao su rất là mềm nhá. Loa bát đường kính 20 cm và một loa tép tép đôm titanium, lỗ thông hơi. Loa thì zin đẹp quá nhá. Loa zin đẹp, đẹp cả lưới này, lưới còn rất là đẹp. Đấy. Đây, quay lốt các bác xem cái lưới đây. Lưới còn nguyên bụi này, lưới còn nguyên bụi này. Có logo JBL con choi 5 Plus này. Logo JBL con choi 5 Plus này. Đấy. Trước kia đây. Một bát 20. Thì bác nào chốt thì em sẽ thay cho bác cái lón khác nhá. Cái này đậy lón khác là ok rồi, đậy lón bằng giấy vào. Cái này không hiểu sao hãng họ làm cái lón bằng bằng nhựa cứng thôi nhá. Cái nhựa cứng mà nó mỏng thì nó chỉ là vài năm mà nó giòn thôi, nó giòn là nó bục ra đấy các bác. Đấy thì bây giờ sẽ thay lón giấy vào nhá. Đấy, gần rất là mềm, loa zin tuyệt đối, hát tốt. Các bác nghe cặp này, các bác nghe nhạc chọn lời karaoke rất hay, hoặc là các bác là phòng nhỏ chơi cặp này cũng được. Phòng tầm 15m các bác chơi cặp này, các bác hát karaoke rất hay, hoặc là chơi hai cặp nhá. Phòng to hơn các bác chơi hai cặp. Thêm một xúc điện bắt 30-40 các bạn, đánh tuyệt vời luôn. JBL con choi 5 Plus bắt 20. Quay bác xem sau đây. Loa chưa vệ sinh nữa nhá. Đấy, còn bụi bẩn ở kẽ này, hàng về chưa vệ sinh. Đây, số seri của nó đây các bác, 498 nhá. Bên dưới 498 này. Bên trên cũng 498 luôn này. Đấy, 498 luôn. Có logo JBL này các bác, logo JBL con choi 5 Plus này. Đấy. Cặp JBL con choi 5 Plus này thì em bán giá 4.700.000 nhá, 4.700.000. Tiếp theo quay các bác xem một cặp loa Bose. Cặp loa Bose 201 AV monitor nhá. Dòng này là dòng gấu nhất của dòng 201 nhá. 201 thì nó dòng monitor, nó dòng kiểm âm, nó dòng gấu nhất rồi. Củ từ kép vào chống nhiễu, củ từ nó rất là to luôn. Đấy. Cấu hình một cái loa bass đường kính 16 cm. Cái loa này là 16,5 cm nhá. Gân vải rất là mềm. Lón vải nhá, lón vải và một tép giấy. Đấy. Cấu hình một loa bass 16,5, một loa tép. Cặp loa này các bác vừa nghe nhạc vừa trợ lời karaoke, ghép cùng cái dòng 301, 401, 501, 601, 701 các bác trợ lời rất là hay và các bác hát karaoke cũng được nhá. Các bác chơi trong phòng tầm 20 25 m các bác chơi hai cặp này. Hai cặp này thì các bác hát karaoke thì sẽ hay hơn một cặp 301 rất là nhiều nhá. Đấy. 201 AV monitor, loa thì zin đẹp. Loa zin đẹp hát tốt cũng nhá. Giá là 4.500.000. Đây quay các bác xem đằng sau đây. Đây đằng sau đây các bác, góc cạnh thì còn đẹp. Góc cạnh còn khá là ok em nhé. Đấy, góc cạnh đây. Đấy, lưới đây. Các bác nào quan tâm thì các bạn Zalo em sẽ gửi thêm hình ảnh cho các bác xem nhé. Chụp ảnh chi tiết gửi cho các bác xem. Đây em quay sơ qua đây, vì cái khu này nó cũng chật quá. Tối. Bose 201 AV monitor. Bose 201 AV monitor. Này. Công suất từ 10W đến 100W. À đến 120W. Dòng này thì nó được sản xuất tại Mỹ các bác nhá, USA. Này, trở kháng 8 ohm. 8 ohm ghép rất dễ luôn các bác nhá. 8 ohm ghép rất dễ luôn, số seri là 19174. 9174 các bác nhá. Còn chiếc bên này nó là chiếc bên này thì nó là 9323. 9323 nhé.
Cặp loa này em bán giá 4 triệu rưỡi, 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Cặp loa Bose 2.1AV monitor này bán 4 triệu rưỡi em nhé. Đấy. Tiếp theo bên dưới là cặp loa Bose PM500. Dòng này thì nó là dòng VIP của Bose em nhé. Hát karaoke nó hay hơn các dòng 3.1 rất là nhiều đúng không nhá. Trọng lượng nó nặng gấp đôi, gần gấp 3 luôn, nó nặng tầm 13 cân. Cặp loa này thì nó là hàng VIP rồi, nó không hiếm, nó không độc nhưng mà nó cũng là hàng hiếm nhá. Số lượng nó không có nhiều, Việt Nam mình thì nó cũng có ít thôi. Thì loa thì em cũng chưa vệ sinh mới về. Vừa có video test xong đăng rồi nhá. Thì bây giờ em quay sơ qua báo giá tiếp. Đây em đã tháo lưới một chiếc rồi các bác xem nhá, một chiếc để nguyên lưới này. Đấy, hàng về thì cũng còn là loa thì zin đẹp hát tốt, loa chưa vệ sinh cũng nguyên bụi tây. Đấy. Các cái góc lưới này là bên tây họ gắn băng keo nhá, họ gắn băng keo để họ gia cố thêm để cho nó chắc thôi. Thì nó cũng không hiểu cả nhá. Cái này vệ sinh như là sạch thôi. Đấy. Vệ sinh như là sạch. Lưới thì cũng rất là đẹp, lưới thì không bị chảy xước gì cả, rất là đẹp. Bên trên đây. Thiết kế nó rất là đẹp rồi nhá. Bên trên này thì nó có hai lỗ ở bắt ốc nhá, bên dưới có hai lỗ, bên trên có hai lỗ, tổng cộng 4 lỗ. Đấy. Có bắt ốc ở bên trên được, bên dưới cũng được. Đấy. Còn nguyên bụi này. Đấy, nguyên bụi. Loa thiết kế rất là đẹp. Dòng này rất là gấu nhá. Một chiếc nặng 13 cân, một chiếc này nặng 13 cân, tổng cộng là một cặp này nặng 26 cân thôi nhá. Một cặp này nặng 26 cân. Rất là nặng luôn. Quay sau bác xem đây. Đấy, góc cạnh thì còn rất là ok em nhá. Góc cạnh thì không bè lở gì cả, rất là ok. Quay lỗ trước bên này. Đấy. Đây là góc cạnh này. Loa chưa vệ sinh, chưa spa gì cả. Mới test hoạt động ok. Góc cạnh này rất là đẹp. Cọc loa bắp chuối các bác này, cọc loa bắp chuối đây. Cọc loa bắp chuối đây, mở đèn này soi các bác. Đấy, cọc loa bắp chuối em nhá. Dòng này dòng cao cấp đây. Bose 500PM, công suất 200W, trở áng 6 ohm. Dòng này thì 100% được sản xuất tại Canada nhé, Made in Canada. Đấy. Số series của chiếc loa này là 0087A LED. Đây là nó phân biệt LED RAI nhé, LED RAI, bên này bên LED này. Còn bên này bên RAI này. Đấy. Số series của chiếc này là 0087B, 0087B và 0087A. Cặp loa này có số C liền kề trùng cặp đấy nhá. Số C liền kề trùng cặp luôn. Đấy, em quay rất là nét luôn này. Bật đèn này quay này, qua này, bụi tây này. Đấy, nguyên bụi tây, loa chưa vệ sinh thôi nhá. Loa chưa vệ sinh rất là đẹp luôn, góc cạnh nó rất là đẹp. Đây là lưới của loa đây. Lưới của loa đây. Đấy, lưới đây. Lưới rất đẹp quá nhá. Lưới rất đẹp luôn, không có vết xước gì cả. Chỉ ở mấy ở góc này là bên tây nó gia cố thêm nhé, nó dán bằng keo đây này. Đấy. Trắng trắng này. Góc của này thế này. Đấy, nó dán bằng keo trắng trắng này. Em bật đèn này em quay rất là chi tiết rồi các bác xem này. Logo này. Logo bằng tem nhôm nhé. Tem nhôm bóng nhoáng luôn. Đấy, không vết xước được cả. Bên trong thì chốt bằng inox luôn, chốt bằng sắt luôn này. Đấy. Chốt zin nhá, chốt zin của hãng luôn. Đấy, của lưới luôn. Đấy, chốt zin. Đấy, bên này thế này. Đấy, chốt bằng sắt luôn nhé, chốt này thì không mà gãy được, không sợ gãy nhé, rất là đẹp. Cấu hình của loa này nó là cái loa này thì nó cấu hình là một ba cái loa tầm dài nhá, để em lật lên quay chi tiết cho bác xem nguyên bụi tây luôn này. Bác chờ em tí rồi đặt lên. Đây, quay qua xem nhá, đây này nguyên bụi tây luôn đúng nhá. Đấy, loa nguyên bụi tây luôn. Bên ngoài của cái loa này là có ba cái loa toàn giải, ba cái loa toàn giải đường kính khoảng 12 cm gân cao su thôi nhá. Gân cao su này thì rất là bền luôn. Đấy. Gân rất là bền nhá, gân dày rất là bền luôn. Đấy, màng ngôi sao này các này. Màng ngôi sao này. Loa này bao zin xịn 100% nhá, chưa thao ốc luôn. Đấy. Đấy, loa màng ngôi sao này. Tổng cộng có ba loa toàn giải này. Bên ngoài có ba cái loa toàn giải. Bên trong này là có hai cái loa siêu trầm thôi nhá. Bên trong này có hai cái loa siêu trầm đường kính 16 cm. Tổng cộng một chiếc loa này là có 5 cái loa. Đấy. Loa này các bác hát karaoke phòng 20 30 mét vuông thì không cần súp nhá. Đánh rất là khỏe luôn, súp đánh rất là căng. Loa còn nguyên bụi nhá các bác nhá. Nguyên bụi chưa vệ sinh. Đấy. Nguyên bụi.
Loa bao zin hát tốt, cặp loa Bose 500 PM này, này em bán giá 16 triệu 500 nghìn rồi nhá. 16 triệu 500 nghìn giá rẻ nhất Việt Nam rồi nhá. Giá rẻ nhất Việt Nam. Những cái dòng loa này thì thị trường có những nơi bán giá trên 20 nhá. Giá trên 20, cặp loa này em giao lưu quá giá 16 triệu 500 nghìn thôi. Đấy. Loa bao zin hát tốt. Đây một chiếc nữa này. Thiết kế rất là đẹp rồi nhá. Cái cặp loa, cái loa Bose, cái loa lời Bose đứng gần là bé tẹo luôn. Đấy, cái loa lời Bose, cái loa lời Bose đứng gần bé tẹo luôn, cái loa to luôn, to khủng bố luôn. Đấy. 13 nặng 13 chiếc một cân, à 13 cân một chiếc, giá 16 triệu 500 nghìn. Các bác quan tâm những sản phẩm nào alo em theo số điện thoại 038 232 8302, địa chỉ em ở Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Lan, giao hàng toàn quốc. Đấy. Bật đèn quay sáng nhé, bật đèn quay sáng. Đấy. JBL còn cho 5 Bluetooth, JBL còn cho 5 Bluetooth, nguyên bụi tây nhé, nguyên bụi tây. Loa chưa vệ sinh, bao zin hát tốt. Tannoy CV5, Bose Cube, rất nhiều các loại.